Nếu như mà mình chưa có dưỡng da thì cũng được, nhưng mà mình không có chống nắng là không được nha các chị nha. Phải có chống nắng rồi sau đó mới là dưỡng da. Nếu như mà mình dưỡng da mà không có chống nắng thì mọi thứ nó đều vô nghĩa nha các chị nha. Đó, em mà một buổi sáng sáng nào ra là cũng phải như thế này thì em mới tự tin được. Thứ nhất là nó có cái che khuyết điểm. Cái chất kem nó rất là mềm mịn luôn các chị. Nó che khuyết điểm cho mình. Nó che khuyết điểm cho mình rất là tối ưu luôn. Nào là vết tàn nhang nè, vết nám nhẹ của các chị nè. Rồi các cái mụn nè, li ti nè các chị thấy. Cái da bên này nó đẹp hẳn lên liền luôn. Làm cho mình cảm thấy mình tự tin tức thì luôn á các chị. Và bên này nữa ha. Mình đánh lên một lớp và cái hàng này á thì nó chống nắng và nó khi mà các chị lỡ các chị để qua đêm nó cũng không có bị nổi mụn cho cái da của mình đâu ha, tại vì cái dưỡng chất của nó rất là cao. Đặc biệt mà những chị trong liệu trình trị nám thì mình phải có cái chống nắng để mình bảo vệ cái da của mình ha. Nếu trong liệu trình trị nám của mình mà mình không có chống nắng được thì cái liệu trình trị nám của mình nó vô nghĩa thôi ha các chị ha. Cho nên là chống nắng rất là quan trọng. Nó không cái sản phẩm này nó không có đổ dầu cho mình đâu. Da mình nó không có đổ dầu, nó kiểm soát dầu rất là tốt. Nếu như ở nhà các chị đã có chống nắng của mình rồi, nó đã xịn rồi, nó đã tốt rồi thì các chị cứ dùng ha. Còn nếu như mà mình có sản phẩm mà nó chưa được tốt, mình bôi lên nó cứ bóng dầu lên, nó xấu da lên thì các chị hãy mạnh dạn bỏ cái chống nắng của mình đi và thử sử dụng chống nắng Omely của em nha. Chắc chắn các chị sẽ không thất vọng. Em bảo đảm các chị xài một lần là sẽ ghiền. Cho nên là chị em nào mà chưa có chống nắng xịn sò thì hãy inbox ngay cho em nha.